Xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay mình muốn hướng dẫn cho các anh em nuôi cái con sâu gạo quy mô nhỏ để mình cho cái phục vụ cái vật nuôi của mình ăn, để giàu chất dinh dưỡng, để cho con vật nuôi của mình nó thêm có nhiều cái sức đề kháng hơn. Thì cái con sâu gạo này tất cả những anh em trên mạng đã chia sẻ cách nuôi rồi và cái cách để mình nhân giống. Thì hôm nay mình muốn làm để cái clip ngắn để mình chia sẻ cho anh em ha. Thì cái con sâu gạo này trên theo những cái báo đài thì người ta cấm nuôi các bạn ơi, người ta cấm nuôi. Nhưng ở đây thì mình nuôi chủ yếu là mình nuôi để mình phục vụ cho mấy cái con gà với mấy cái con gắn mối của mình ăn thôi, nên mình nuôi số lượng ít à. Thì hôm nay thì mình nuôi chủ yếu là mình nuôi sâu giống với mình nuôi giống để mình cứ tiếp tục mình nhân đàn để mình xoay vòng có vài kilo thôi, chục ký đổ lại cho mình cho mấy con vật nuôi mình ăn. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em là mình để chỉ cho các anh em một cách để mình làm ép thành công cái con bò này. Thì đầu tiên á, các bạn muốn nuôi cái con sâu gạo Super Wow này á, thì các bạn phải có được cái con giống. Cái con giống của các bạn là phải già tháng ít nhất từ 4 tháng rưỡi đổ lên thì có con sâu gạo đó các bạn ép mới thành công, thì mới thành con bọ, và con bọ đó nó có trứng mới nhiều, nó sinh sản mới nhiều cho anh em ha. Thì hôm nay những cái ô gạo, ô sâu của mình là những cái ô sâu này là những ô sâu già tháng hết rồi. Ô sâu này khoảng từ có ô 4 tháng, 5 tháng, 3 tháng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ép sâu ha. Thì đầu tiên các bạn muốn ép cái con sâu gạo này á, thì các bạn phải chuẩn bị cho mình những cái khay cũng được, hoặc là các bạn mua một cái ống 27 về. Một cái ống 27 về các bạn cắt cho mình chiều cao khoảng cỡ một một cho một tấc đi ha, chiều cao khoảng cỡ 7 phân đến tấc cũng được. Thì các bạn cắt, các bạn để sắp vô cho mình như vậy nè, sắp gọn vô cho mình. Thì sau đó các bạn mới dùng cái con sâu sâu nào già tháng á, sâu nào từ 4 tháng rưỡi đổ lên các bạn hãy ép 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 bọ thì nó mới thành công nha. Các bạn lấy con sâu này nè, các bạn bỏ vô những đây ha. Thì các bạn bỏ vô trong cái này để nhằm để em kích thích nó thành con bọ. Thì sau đó thì các bạn dùng cái miếng giấy hay miếng vải gì đó các bạn chùm lên đây, thì qua khoảng có từ 7 ngày, thì 7 ngày đến 10 ngày thì nó sẽ thành cái con nhộng. Đây, con nhộng như gì? Từ cái con nhộng như gì các bạn bỏ khoảng cỡ 5 ngày trở lên nữa thì nó sẽ thành cái con bọ đen. Cái con bọ đen thì nó đẻ, nó chỉ việc đẻ thôi. Thì cái con bọ đen đó các bạn cứ bỏ vô trong cái thức ăn nè, các bạn bỏ vô cái khay nha, là như cái khay của mình như vậy nè, bỏ vô cái khay, bỏ vô khay đây. Thì các bạn bỏ thức ăn vô, các bạn bỏ cho mình một cái miếng miếng giấy dịch á, miếng giấy này nè, mình bỏ vô đây, mình để cho nó leo lên xuống thôi. Mình bỏ dưa leo vô chỗ nào, hoặc là cái củ sắn để vô đây, thì cứ 3-4 ngày, 4-5 ngày gì đó mình dời qua, mình bắt bỏ hết, mình bỏ qua cái khay khác, mình cũng bỏ thức ăn như gì để cho con bò nó đẻ xuống thức ăn này, rồi mình lấy trứng đó rồi mình ươm lên thôi. À, đơn giản thôi ha. Thì đây là những cái sâu con thôi, mình nuôi cái này mình muốn hướng dẫn cho các bạn nuôi để cho chim cảnh đồ gà vịt đồ ăn thôi ha, chứ mình không có khuyến cáo cho các bạn là nuôi để mình kinh doanh cái con này nha. Cái con này thì hiện tại là người ta cấm á, mình chỉ nuôi một ít thôi, nuôi từ chục ký đổ lại để dành cho gà đá mình với mấy con gắn mối mình ăn ha. Thì mình hướng dẫn cho các bạn như vậy đó, mình nuôi có nhiều đây, ống này khoảng 300 ống rồi. Thì ăn hết cái lô đó thì mình lại tiếp tục mình dâng cái lô khác lên cho nó ăn thôi, ngoài trừ ra mình không có kinh doanh cái con này. Thì anh em nào mà muốn nuôi á để cho gà mình ăn hoặc là chim mình ăn, thì các bạn cứ liên hệ với mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái con sâu già tháng nhất để các bạn ép thực thành công ha. Thì mình chỉ chia sẻ với anh em vậy thôi, cái con sâu này rất là dễ nuôi thôi. Đặc biệt là các bạn mà ra ngoài cái trại chim cá cảnh các bạn mua về á, các bạn ép á, nó không đạt đâu. Ép ví dụ như một 500 con sâu thì các bạn ép khoảng dài được 100 con bọ, từ cái con bọ đó nó đẻ ra nó thành cái con bọ bự, cái con bọ thì nó cũng sinh sản dở lắm,
ít trứng ha, rất là ít trứng, các bạn thấy không? Rồi cuối video mình chia sẻ cho anh em gì thôi ha. Anh em nào mà muốn nuôi sau này thì các anh em liên hệ với mình. Mà mình khi mình nói lại đây nè, sau này các bạn chỉ khuyến khích cho các bạn nuôi để cho phục vụ cho chăn nuôi của mình thôi, chứ còn mà nuôi mà kinh tế thì các bạn đừng nên nuôi ha. Rồi, mến chào các bạn.